Chuyến này đi hôm nay có anh Sàng nữa. Sàng ở đây cả tháng không? Ở đây cả tháng không? Quay cùng với em. Không. Ở nào đã về chứ. Ở nào đã về. Ở về tháng. Không, mình nói là về hạn chứ không có một tháng một tuần như ở về. Như thế nào? Đồ mua sẵn em nhiều lắm. Ok. 8 bộ lần. 8 bộ. Nguyên cả nhóm đi là gần như là hết nguyên cái hải thượng Lãng Ông luôn rồi, đâu còn ai nữa đâu. Trời, bên đó lặn đông quân nữa rồi. Quay xe rộng lắm. Ủa rồi rộng lắm, thấy chứ quay rộng. Thì em biết là ý là quay trực tiếp luôn hả? Không, quay luôn lại thôi. Không trực tiếp thì tao biết ở đây luôn, tao mới biết nữa. Không có trực tiếp. Không có trực tiếp. Đá đây. Thì bây giờ là đang ở Dân Giá. Thành phố Dân Giá. Quý ghê vậy nhất. Đây là nguyên cái hải thượng Lãng Ông luôn. Em ngồi xích vô mày nẻ ông sao vô mày. Mày cổ thủ quá. Cho tay cơ bạn. Anh không có đũa. Nó không xin con mẹ. Không thiếu đũa gì thôi. Đúng rồi. Ta đẹp ghê luôn, đẹp lắm luôn. Đâu? Dạ, cảm ơn chị Thu. Trời ơi, mày thấy dạ gần của tôi chị Thu dạ. Không có đó, cố ăn cái đồng đó. Đó là gì vậy nhất chính? Ăn lẩu cái lẩu này hôm nấu mẹ. Thôi quên tới té, đưa cái lẩu đi, nãy giờ chưa ăn lẩu luôn. Cho một cái lẩu về. Dạ rồi. Dạ hôm nay là ngày mai đi đi qua Hồ Sơn. Dạ 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 qua mà tối nay ngày mai ra đảo phủ giống như mới cứu luôn thề luôn. Tới gì tới? Còn gì nấu đi, tối nay có xin chè con nữa là ăn luôn. Nó luôn đi. Quá. Mời mời em đi. Rồi hết rồi. Để nó quay vô YouTube. Đang quay YouTube đó. Đang quay YouTube luôn. Anh bốt ôi đùi bự mà bự để mình quay lại với lại cái này nha. Đó vậy không đó rồi rồi chị mời anh YouTuber nổi tiếng đó. Dạ gần chịu subscribe á. Rồi ra chung mà Thank you.
Hình như là anh Hoài với chị bây giờ cũng ở khách sạn ngay chỗ đúng không? Khỏi lên lầu á, khỏi lên lầu nó khỏe ha. Dạ. Cái sợ sập lầu. Cho rung luôn. Ha. Cái đùi kìa. Đâu. Lấy cái đùi cắt cái gì hả? Ở cái đùi dê. Dê. Đây vô nhậu quán dê. Cái đùi dê, cái này cái đùi dê. À, cái đùi dê. Cái này là hình như là chấm với mắm tép, mắm tôm gì đó. Phải không anh Sam? Cái đùi dê này. Ngon quá trời luôn. Quay đang quay. Để đi kỷ niệm mà lâu lâu. Không em. Anh em muốn quay em thì quay em nè. Nếu là nếu cắt miếng là vừa. À, quay được em. Nếu cái chỉnh miếng, anh rút miếng này, để một miếng miếng. Không thua là. Mấy ơi về bạn đi về cỡ đó luôn không có gì luôn á. Ngon không? Ngon cái gì? Bắn đi lê dê, bắn cái gọi là cái đùi dê vậy em. Cái đùi dê quay. Đùi dê quay giờ mình tùng xẻo nó ra không? Dạ. Cái xương thì xíu em bỏ vô lẩu chứ. Rồi, ngon lắm. Không em, xương đừng bỏ lẩu. Dạ, nấu cho con cháu đồ xanh đi. Cắt vậy dạ. Dạ. Nó mùi nó cứ mùi nào? Mùi giống như trâu tì lè á. Mùi mùi dê phải không? À, không phải, cái mùi kia. À cái mùi kia, cái mùi kia. Má, ai mà thật kỳ quá, kêu cái mùi kia. Đây. Đây, cái đó là cái mùi dê nó xẻo ra đó, cái mùi dê á. Đó. Đó đây là. Đúng rồi, anh ơi, có ăn nãy giờ luôn. Giờ bám cái ghế không thích gì đâu. Không lái cũng không được. Chứ thôi tụi bay không chặt được. Ok. Ok rồi nè. Biết sao không? Biết sao không? Giờ mình nhậu thấy ngon ha. Thấy ngon nha. Ngon quá con. Và anh Phúc ha. Ok, ngày mai mình ngày hôm nay là bắt đầu ngày mai giờ tối giờ mình ngủ, ngày mai mình đi đi Hòn Sơn ra khơi. Ra khơi đi tàu á. Rồi ok, cảm ơn. Đó đây nè. Cũng đó đây nè anh. Đây. Cửa mới vui chứ. Rồi, đây cho xem vô tí xíu coi. Ồ hãy đi nhắm môi luôn. À rồi. Bây giờ cho em hỏi là anh chị là tới Rạch Giá hồi mấy giờ? 7 giờ tối ha. 7 giờ tối rồi mình vô mình sửa soạn rồi chắc cũng 8 giờ mấy. Dạ lên đồ á. À, đó mấy người, mọi người đây là nguyên một cái team mình mọi người. Em để dành thôi, em để dành trong nhà thôi. Đây là nguyên cái team á, nguyên cái team là lên đèn thì mình phải lên đồ. Dạ ok chị. Nguyên cái team á, nguyên cái team về Rạch Giá. Còn ngày mai là đi qua, ngày mai mình đi Hòn Sơn hả chị ha? Dạ. Rồi thôi mà chị. À, đảo Hòn Sơn. Đi ngày mai là qua đảo Hòn Sơn là nói chung là có cô Phượng rồi, nói chung đi chung cô Phượng rồi mẹ rồi này nọ luôn, nói chung nguyên một cái team này khoảng gần 20 người á. Rồi cảm ơn chị. À, đó nguyên một cái. À,
Hello mọi người. À, bây giờ đang ở thành phố Dịch Giá, đang ngồi sau lưng khách sạn ở công viên 23/9. Ở Dịch Giá. Hiện là đang ở thành phố Dịch Giá, công viên 23/9, khu lấn biển. Đi đái à Diện Tư? Quá trời không? Nguyên một cái căn villa nè. À. Đã không? Thì bây giờ chắc cũng cỡ 9 giờ hả? 10 giờ rồi. Đúng quá, chị một cả chị. Kém 15 10 giờ. Kém 15 10 giờ. Đó. Ngọc Thành 2. Bây giờ là chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi ra bến tàu. Ra bến tàu qua bên Hòn Sơn. Hay xong lấy xong đem rượu theo uống. Trời đất, rượu à, không có rượu. Nó quay đặt mà ở đây em đi công việc. Đi công việc. Sao một hả? Cái gì? Cái taxi. Đây là phòng ngủ nè. Phòng 102. Cafe bar. Mở cửa đi đâu, đóng cửa đâu. Bến phà Thạnh Thới. Bến phà này đi qua Phú Quốc nè. Có tàu biển luôn, đi chở xe lớn qua luôn. Giờ đi vô chuyến 8:30 Hòn Sơn. Cảng vụ hàng hải Kiên Giang. Ủa mấy người kia đâu hết rồi anh? Anh gửi xe bên kia. Hả? Dạ đúng rồi, em cũng gửi bên đó đó. À. Giờ vô tàu. Số 2.
gì đâu. Giờ anh vô giữ đi rồi lấy cái trời nha. Thank you.
không có rồi. Xe đi chăng? Đi. Ủa Hùng đâu? Ai cũng bịch như ninja hết. Sau 3 tuần trở lại Hòn Sơn, cà phê hoa giấy Hòn Sơn. Bằng không cầm máy quay kìa. Đó, đợi nó. Ông đi dạy mà. Đợi nó bảo hiểm xám xám đó. Ý là thầy đi dạy mà. Chở ghe ra ngoài sâu sâu á, lặn qua sạch đã. Chở mình ra ngoài rồi kìa. Ừ. Im mà phải không cô vợ? Đi. Đi im mà phải không? Đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Giờ đoàn về khách sạn. Không. YouTuber băng ơi Hòn Sơn. Ở đây là bãi bàn. Mấy cái trụ này là mấy cái trụ điện kéo từ đất liền ra nè, từ huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang. 40 mấy trụ, 18 trụ.
cây dừa nằm. Một hàng dừa. Có nước dừa uống luôn. Sáng mai tắm biển đi, bữa giờ tắm biển đi. Dừa Hòn Sơn. Dừa này là dừa chặt ba nhát. Ủa cái này để gì nó nguội hết rồi sao? Ủa đi ngang thải. Ba người chạy về nguyên đoàn ăn được chưa? Có mú hả? Này có mú không? Ăn mẹ rồi, ăn xong trước đi. Ăn xong trước đi, chứ nghĩ sao lại ăn rồi. Có mú. Này có mú không à? Tình không cơ mời. Tình lần này nè, phải sao không? Cơm trưa, cơm trưa gồm cá bún mú lẩu, cá bún mú kho, chín chiên. Đây, hấp dẫn không? À, mực xào chua ngọt. Từ nước kho. Ăn trưa xong rồi đi đâu đó. Cái bè giống bữa vậy đó. Cái tàu nữa á. Đây có hồ, hồ Ngọc, hồ Ngọc gì quên. Hồ Hà. Hồ Ngọc Thạch. Hồ Ngọc Thạch. Đây có hồ, hồ Ngọc Thạch có nhảy nữa không? Chưa biết. Không ra được vào đây nhảy, bây giờ tới đây lộn muốn tao bây giờ luôn, không lên thải bây giờ luôn. Đồ gì đi. Đẩy lại chút cho nó chín á anh Hoàng. À, sợ nó gió nó lâu quá. Cá tươi rồi. Con cá con trước đi. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Cái chân em dài quá ngồi ngang mà. Không đâu ngồi được. Cậu ngồi giống như cậu cá rồi. Sao anh biết hay vậy trời? Gắn cái camera em tụi bé đây mà. À tụi bé đây đó. Lấy cái ớt cầm ớt sắc. Lấy cái ớt này ăn hả? Cái này nó hết cay. Không dám đâu. Cay lắm á. Thầy chưa? Đang làm rất tự. Nhắc này giờ 12 giờ tàu mới tới. Mày có bật vô tường á. Không có bỏ sách nó được. Thầy. Được. 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 Cá muốn kho mà không ngon. Mới mới lại mà còn bá quá hết trơn. Tô này hết nãy giờ. Cái này bạch tuộc hay là mực ta? Bạch hết mực. Không, cái này bạch tuộc. Bạch tuộc nó mực. Mực nè, cái này mực nè. Mực tuộc. Cái miếng đó mực. Em chơi. Thằng kia thấy răng nanh dài tới bụng là áo trắng á. Đây nè, có còn cơm nè. Chia đi. Cá tươi mà. Thì độc lạ Hòn Sơn mà. Anh muốn gì nữa? Bây giờ đi ăn xong rồi, bây giờ đi về lấy quần áo.
bàn. Có thùng rác nè. Đám mè. Xoài non kìa. Đi xuống là dễ lắm. Đi xuống thì khỏe lắm. Dạ. Dạ. Bây giờ là xuống dưới ghe tắm dặn dân thôi. Giờ đi xuống xuống ghe đi đâu ra? Đi câu hả? À, ngắm san hô với câu cá. Đây là anh Văn Lê Hoàng Sơn. Liên hệ với anh trong kênh. Anh là gì? Có gì em tên gì? Em tên Cường, Phan Việt Cường. Anh là chuyển
liên hệ với mình sao? Dạ. Ở đây Hòn Sơn thì một vụ câu cá lạnh nắm sang hôn và nghỉ cách giữa luôn cả nhà. Dạ. Nếu mà cả nhà thấy kênh hữu ích của anh Cường, đi nhớ ủng hộ lên dưới kênh, nhất là chụp cái top 10 của mình nè. Yêu quý mình cũng như yêu quý anh Cường thôi, ủng hộ đăng ký lên ảnh của anh lên điều kiện chúc mừng. Rồi rồi, cảm ơn. Đứng đi, chụp đi. Anh là người đây. Đây là anh Giang, anh tóm lưỡi nè, phải không? Anh Giang đúng không? Giang lặn san hô bữa đúng không? Lặn bắt nhum nè. Cho cái gì 12 hay 15 ngày một chai cho. Hay lặn chưa lặn chưa lặn. Chưa có lặn gì hết. Thôi. Yeah, đã xích bến rồi. Cá lớn. Cái gì không?